phần thứ hai về dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của năm 2023. Năm 2023, dự báo kinh tế thế giới nói riêng và tình hình quốc tế nói chung sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp khó lường. Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi, phát triển kinh tế xã hội tiếp tục phải đối mặt với không ít những hạn chế, yếu kém và khó khăn, thách thức đan xen. Ủy ban kinh tế cơ bản đồng tình với các định hướng lớn, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho cả năm 2023 như báo cáo của Chính phủ, đề nghị xem xét, đánh giá kỹ hơn việc lập dự toán ngân sách nhà nước, cân nhắc xây dựng dự toán thu ngân sách nhà nước tích cực hơn để tăng chi đầu tư phát triển và giảm bớt bội chi, tính khả thi của chỉ tiêu số bác sĩ trên số giường bệnh trên 1 vạn dân, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế, nghiên cứu bổ sung chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội theo nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị. Về nhiệm vụ giải pháp, đề nghị Chính phủ các cấp các ngành cần tập trung khắc phục những tồn tại bất cập vướng mắc về kinh tế xã hội như đã nêu ở trên, đồng thời bổ sung nhấn mạnh một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau đây. Kiên trì thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tăng cường năng lực thích ứng chống chịu của hệ thống tài chính ngân hàng, theo dõi sát diễn biến tình hình kinh tế, diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới, phản ứng chính sách của các nền kinh tế lớn, các đối tác thương mại, đầu tư chính, đánh giá nguyên nhân và ảnh hưởng của lạm phát để chủ động có giải pháp điều hành phù hợp, kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh hưởng đến lạm phát trong nước cả từ phía cầu và chi phí đẩy, nhất là tác động do giá xăng dầu và giá nguyên vật liệu sản xuất tăng cao trên thế giới, xây dựng kịch bản ứng phó với nguy cơ đình trệ và lạm phát, điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt và chú trọng hơn đến việc hướng dòng vốn vào lĩnh vực ưu tiên của nền kinh tế, đồng thời thận trọng với rủi ro lạm phát. Việc sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ hiện hành như lãi suất, tăng trưởng tín dụng và các biện pháp điều hành thị trường ngoại hối phải nhất quán, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy triển khai có hiệu quả gói hỗ trợ lãi suất 2%, duy trì ổn định, an toàn của thị trường tài chính, tiền tệ, nhất là các lĩnh vực đang tiềm ẩn nhiều rủi ro như thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, vàng. Lưu ý rủi ro liên thông giữa thị trường bất động sản với thị trường vốn và hệ thống các tổ chức tín dụng, khắc phục xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo. Nghiên cứu mở rộng hơn không gian chính sách tài khóa gắn với hiệu quả của đầu tư công, phối hợp linh hoạt với chính sách tiền tệ và các chính sách vĩ mô khác với quy mô phù hợp và chủ động điều chỉnh để phù hợp với tốc độ phục hồi của nền kinh tế. Bố trí nguồn lực, điều chỉnh tăng lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, quản lý chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước, kiểm soát nợ công. Đối với các chính sách an sinh xã hội, nghiên cứu mở rộng đối tượng và chú trọng tới nhóm lao động thuộc khu vực phi chính thức, đơn giản hóa các cái thủ và cụ thể hóa các cái chỉ tiêu xác định đối tượng được hưởng trợ cấp, ưu tiên tập trung nguồn lực hỗ trợ giải quyết hậu quả thiên tai bão lũ, nhất là với các hộ nghèo hoặc hộ gặp hoàn cảnh khó khăn, bằng mọi giải pháp để chăm lo cho người nghèo đón Tết Nguyên đán năm 2023. Đẩy mạnh hơn xây dựng và thực thi nhóm chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động, việc làm hiện đại, liên thông, kết nối đi kèm với các giải pháp nhằm chính thức hóa lao động phi chính thức, tăng độ bao phủ an sinh xã hội, xây dựng cơ chế chính sách cải thiện môi trường làm việc, khắc phục sớm tình trạng công chức, viên chức xin thôi việc. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên thế giới để có kịch bản, phương án ứng phó kịp thời, giải quyết vướng mắc trong đấu thầu thuốc, vật tư y tế nhằm chấm dứt tình trạng thiếu trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế đang diễn ra tại nhiều nơi. Thực hiện các giải pháp mạnh mẽ hơn về nâng cao năng lực của hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân, triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông, nâng cao chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp, thực hiện các giải pháp để tiếp tục phục hồi du lịch, đa dạng thị trường khách du lịch, tập trung thu hút khách du lịch quốc tế, khẩn trương nghiên cứu xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa, coi trọng công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế để khắc phục những khiếm khuyết của các thị trường, qua đó khơi thông, tạo điều kiện cho các thị trường phát triển một cách lành mạnh và bền vững.
tổ chức thực hiện có hiệu quả các luật đã ban hành, chuẩn bị sớm, bảo đảm tiến độ và chất lượng các dự án luật đã đưa vào chương trình xây dựng luật pháp lệnh của năm 2023, xây dựng và triển khai quyết liệt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tăng cường cơ cấu lại nền kinh tế theo các cái nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại nghị quyết số 31, xây dựng giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt hơn để vừa khắc phục những hạn chế yếu kém của một số ngành lĩnh vực, vừa thúc đẩy đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại, nhất là các dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về giá vật liệu xây dựng, có giải pháp chế tài xử lý kịp thời, nghiêm minh và phù hợp để chống độc quyền, đầu cơ, tùy tiện nâng giá vật liệu xây dựng, khẩn trương hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật, thẩm định giá và chứng thư thẩm định giá, điều chỉnh định mức giá cho sát thị trường, xây dựng và công bố các chỉ số giá xây dựng hàng tháng, bảo đảm phản ánh mức độ biến động của giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng thực tế tại các công trình xây dựng trên địa bàn, phù hợp với giá thị trường, thực hiện đồng bộ kịp thời các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của nghị quyết số 61 về tiếp tục tăng cường hiệu lực hiệu quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030, sớm hoàn thành trình Quốc hội quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, ban hành kịp thời các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, ban hành quy hoạch điện 8 để có căn cứ triển khai các dự án điện, tạo năng lực sản xuất trong chung và dài hạn, rà soát để giải quyết các vướng mắc trong quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở các địa phương. Tiếp tục tìm kiếm cơ hội phát triển mới thông qua thúc đẩy các động lực tăng trưởng theo xu hướng phát triển kinh tế số, chuyển đổi số, tăng cường môi trường thuận lợi và bảo đảm an toàn trong không gian mạng, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải khí carbon, đồng thời cần đánh giá tổng thể về lợi ích đạt được và chi phí mà nền kinh tế phải bỏ ra để xây dựng lộ trình thực hiện cam kết COP26 phù hợp với điều kiện trình độ phát triển của Việt Nam, tăng tốc và đẩy mạnh quá trình số hóa và điện tử hóa hoạt động quản lý nhà nước, cũng như cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp và người dân, xây dựng kế hoạch thực hiện tốt vai trò thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025. Trên đây là báo cáo tóm tắt thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ủy ban Kinh tế xin trân trọng báo cáo Quốc hội xem xét, cho ý kiến và tập trung đánh giá về các nội dung trên trong quá trình thảo luận tại tổ và hội trường tại kỳ họp thứ tư. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.